Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì nếu mà nói về đồng hồ đeo tay ấy, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến Thụy Sĩ, chắc chắn rồi. Thì nếu mà nói về đồng hồ đeo tay thì Thụy Sĩ vẫn là cái nôi của đồng hồ thế giới, khi mà 85% đến 90% những thương hiệu đang xuất hiện trên thị trường đều xuất phát từ đây hoặc đặt trụ sở ở đây. Tiếp đến là đến đồng hồ Nhật. Thì thực sự với các bác là đồng hồ Nhật thì nó không có quá nhiều hãng, nhưng mà hãng nào cũng đều là tay to mặt lớn. Ví dụ như nếu mà nói về đồng hồ Nhật thì chúng ta có đồng hồ pin, thì chắc chắn là nếu mà nói về đồng hồ pin thì không có thằng nào qua được Casio cả. Rồi Citizen, Orient, và chắc chắn là không thể không nói đến Seiko. Và một cái nền công nghiệp đồng hồ cũng khá là có tiếng nữa, đó là Đức. Đức thì so với ngày xưa thì cái vị thế của Đức bây giờ nó sụt giảm rất là nhiều. Ngày xưa thì thằng Đức với thằng Nga cũng là hai nền công nghiệp về đồng hồ cũng rất là có tiếng. Tuy nhiên thằng Nga thì chết dở rồi. Thằng Nga thì đại đa số những cái mẫu đồng hồ của Nga thì nó bán hết cho Tàu rồi. Gần như em nhớ là 100%. Còn thằng Đức thì nó giữ được một vài thương hiệu. Ví dụ như là Jungen này, rồi Nomod này, Stowa này, Sinn này. Đó, một vài cái thương hiệu. Còn nói về đồng hồ Trung Quốc thì rất là nhiều anh em cười. Thì đúng thật, đồng hồ Trung Quốc thì nó không mạnh. Nó mạnh ở cái thế lực là gia công. Ví dụ là đồng hồ Mỹ thì gần như là đại đa số đồng hồ Mỹ thì đều gia công tại Trung Quốc hết. Nhưng mà những hãng đồng hồ Trung Quốc thì nó rất là khó đi ra thị trường. Bởi vì trong cái thế giới của đồng hồ đeo tay ấy, cái mức giá thành không phải là tất cả, mà nó còn là thương hiệu, nó còn là chất lượng. Thế cho nên là đồng hồ Trung Quốc thường là gắn với giá rẻ, đồng hồ fake. Thực sự cho đến thời điểm này thì nó vẫn đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải khách quan mà nói thì đồng hồ Trung Quốc cũng có một số hãng cũng khá là nổi tiếng. Tuy rằng cái mức giá nó không cao ấy nhá. Thì dạo gần đây rất là nhiều anh em hỏi là Saint Martin. Thì thực sự với các bác là Saint Martin thì hiện tại em cũng đang có đeo hai con. Đấy, một con là con theo kiểu dáng Nautilus, nhưng mà phiên bản này là phiên bản Saint Martin V1 không có lịch. Còn cái con thứ hai mà em đang đeo đó là con theo dáng Nautilus nhưng mà phiên bản có lịch, phiên bản V2. Nó còn một phiên bản V3 mới ra vào 2022 nữa. Thì Saint Martin có đáng chơi hay không? Thì thú thật với các bác là trong cái thế giới đồng hồ hiện tại ấy, thì anh em chơi đồng hồ đang xôn xao rất là nhiều về Saint Martin. Và có những cộng đồng, những nhóm chơi Saint Martin rất là lớn. Thực sự Saint Martin rẻ, rất rẻ, chất lượng có, hoàn thiện có, và cái đặc biệt nữa mà Saint Martin có mà nhiều hãng không có đó chính là cái sao chép. Thực ra nếu mà nó đã sao chép một cái mẫu nào đó thì nó sao chép giống từ 85 đến 90%, tức là ông bỏ qua cái sĩ diện của bản thân, ông sao chép gần như là nguyên bản. Tất nhiên cái sự sao chép này nó là hoàn toàn hợp pháp các bác nhé. Trong thế giới đồng hồ thì nó sẽ có một cái thuật ngữ gọi là homemade, tức là khi mà thương hiệu đồng hồ nó hết cái thời gian bảo hộ độc quyền kiểu dáng thì những cái thương hiệu nhỏ hơn nó có thể sao chép lại cái kiểu dáng đấy. Ví dụ như là những cái mẫu trên thế giới, những cái thương hiệu lớn ấy, thì họ giữ sĩ diện, họ chỉ sao chép khoảng độ 40, 50, thậm chí là 60% thôi. Đấy, họ họ chỉ làm hơi hơi na ná thôi. Nhưng ở Saint Martin thì nó làm giống hẳn. Đấy. Ví dụ như là bản V1 này nó chưa giống lắm đâu, bản V2 cũng chưa giống lắm, nhưng bản V3 của Saint Martin Nautilus thì nó làm gần như là giống 95, 96%. Nhưng mà đó lại là cái câu chuyện mà chúng ta vẫn phải nói đến, là trong cái phân khúc giá dưới 10 triệu thì chúng ta quan trọng cái gì? Chúng ta quan trọng đó là bộ máy, chúng ta quan trọng đó là cấu hình. Đó, dưới 10 triệu các bác nhé. Dưới 10 triệu thì chúng ta có bộ máy. Thì cụ thể thì thằng Saint Martin này nó đang sử dụng hai bộ máy chủ đạo, đó là PT5000, đây là bộ máy nội địa Trung Quốc. Một lát em sẽ nói kỹ hơn. Và bộ máy SW200 hoặc là 300 thì đó là bộ máy Celita. Cái đấy thì em không nói nhé. Celita thì nó cũng ổn, cũng ngon. Nếu mà nói về máy của đồng hồ Thụy Sĩ thì hiện tại thì thằng ATA nó không bán máy ra ngoài nữa rồi, thì thằng Celita nó là chủ. Thì Celita cũng ngon, không chê gì cả. Nhưng mà nếu mà nói về con máy PT5000 nhé, đây em nói ví dụ cụ thể, là ví dụ như chiếc mà em đang đeo ở đây là chiếc Saint Martin Nautilus phiên bản V2 mặt màu xanh green. Đó.
Thì con này thì nó sẽ làm theo phiên bản Patek Philippe Nautilus. Và nếu các bác chưa có đủ điều kiện 2-3 tỷ để chơi một chiếc Patek Philippe thì chúng ta có thể chơi tạm con này. Đó, hàng mới chỉ loanh quanh tầm chục triệu thôi. Hàng lướt thì khoảng 6-7 triệu. Đó. Thì nói về con máy này thì chúng ta sẽ thấy là máy PT5000 thì nó là con máy nội địa của Trung Quốc, do Trung Quốc đứng ra và phát triển. Thì con PT5000 này nó sẽ là con máy clone lại của ATA 2824. Nó giống đến mức độ mà anh em phải nói với nhau rằng là linh kiện của PT5000 nó có thể thay thế được sang cho ATA 2824 và ngược lại. Nếu mà nói về con máy clone nổi tiếng của ATA thì nó phải nói đến Celita. Đấy, Celita SW200 là một con máy clone thôi bác nhé. Nó không phải là cái con máy mà do người ta phát minh sáng chế ra đâu, mà nó là clone lại thôi. Tuy nhiên thì một vài linh kiện trong máy Celita vẫn chưa thể thay thế được cho ATA và Celita vẫn có thi thoảng gặp những cái lỗi nhỏ trong cái quá trình sử dụng. Còn PT5000 thì nó làm giống hẳn. Linh kiện nó có thể thay thế được cho nhau các bác. Và thực tế thì em đeo con xanh Martin này thì cái độ sai số nó rất tốt, chỉ loanh quanh tầm trên dưới 5 giây một ngày. Quá ngon. Trong cái tầm phân khúc giá dưới 10 triệu chúng ta không thể nào đòi hỏi được cái mức độ sai số nó tốt đến như thế này. Thật sự với bác là như vậy. Tất nhiên là cái độ sai số cho phép của con này thì nó sẽ rơi tầm 10 đến 30 giây một ngày. Và chắc chắn là không phải là 100% các con đều có cái độ sai số dưới 10 giây một ngày. Nhưng cụ thể với những cái phiên bản như thế này thì em đánh giá là máy của nó rất là tốt. Em đeo 2 con và em có bán khoảng độ 5-6 con gì đấy thì em đánh giá là cái sai số trung bình bọn này nó thường sẽ dưới 10 giây một ngày. Tức là về mặt bằng chung là cái độ sai số nó rất tốt. Vậy dưới 10 triệu chúng ta có gì nữa? Có ưu điểm thứ hai đó chính là nó làm giống, cực kỳ giống. Ví dụ như con này thì nó sẽ sao chép lại của con Patek Philippe Nautilus. Nó giống đến 90%. 100% thì không giống hẳn đâu các bác, nhưng mà nó giống đến 90%. Nó vẫn khác một chút. Phiên bản V3 mới gọi là giống. Thì đây là một cái mà nó có nhưng mà nhiều hãng không có. Bởi vì sao? Bởi vì nó bỏ qua cái sĩ diện các bác ạ. Thực ra thì rất là nhiều hãng ấy trên thế giới người ta có đi homemade lại cái kiểu dáng của một thương hiệu lớn hơn. Nhưng mà thường thì họ chỉ làm giống khoảng độ 40-50% hoặc 50-60% thôi. Họ không bao giờ họ làm giống hết. Bởi vì khi mà làm giống hết ấy, thì nhiều khi là sẽ bị anh em trong cộng đồng nó chửi rất là nhiều. Và nó ảnh hưởng đến cái giá trị thương hiệu. Tức là một cái thương hiệu cũng đã có tên tuổi rồi mà mình lại đi copy một cái thương hiệu khác thì nhiều khi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị thương hiệu của họ. Nhưng mà Saint Martin thì nó không làm vậy. Nó đã copy thì nó copy toàn bộ. Nó làm rất giống. Đó là cái ưu điểm thứ hai. Bộ máy là ưu điểm. Cái thứ ba là về cái độ hoàn thiện. Thì em đánh giá là ở trong cái tầm phân khúc giá dưới 10 triệu, độ hoàn thiện của Saint Martin rất ổn. Chúng ta thấy là thớ thép đánh bóng rất là tốt này. Thớ xước để đánh cũng rất là kỹ càng. Độ hoàn thiện rất là cao. Trong tầm giá này thì thật sự rất là khó để đòi hỏi cái chất lượng nó cao hơn. Nhưng nói gì thì nó vẫn có nhược điểm. Tất nhiên là một con đồng hồ, không có bất cứ một con đồng hồ nào mà không có nhược điểm cả. Và sau một cái thời gian đeo Saint Martin thì em thấy xuất hiện hai cái nhược điểm nhỏ. Nhỏ thôi các bác nhé. Bởi vì trong cái tầm giá này thì em không đạt quá nhiều kỳ vọng đâu. Bởi vì trong cái tầm giá này các bác cứ tưởng tượng xem, thiết kế giống với Patek Philippe Nautilus này, độ hoàn thiện cũng ổn này, kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa, máy PT5000 chạy sai số rất ổn, núm skill down. Thì thật sự với những cái option này em đã thấy là rất là thỏa mãn với Saint Martin rồi. Nhưng mà nó vẫn xuất hiện một số những cái nhược điểm nhỏ mà em thấy cũng sẽ là một cái cản trở nhỏ so với Saint Martin trong cái thời gian tới. Thứ nhất đó là về cái bộ khóa của Saint Martin. Với cái bộ khóa Saint Martin này thì em thấy có một cái nhược điểm, đó chính là những cái đường, ví dụ như là những cái đường cắt ở đây ấy, thì họ sẽ không quá trau chuốt về cái bo viền. Ví dụ như với một con đồng hồ Oren hoặc là Seiko nhé, những cái nhát cắt ở đây thì họ sẽ bo viền để khi mà mình sờ vào cái khóa này nó sẽ không có cảm giác cấn cấn kiểu sắc nhọn, thì họ sẽ bo viền lại. Thì đối với Saint Martin thì họ sẽ chưa hoàn thiện tốt về cái mặt này. Tức là khi mà sờ vào cái khóa của Saint Martin thì em cảm giác nó rất là cấn tay, kiểu như là nó vẫn đang còn sắc ấy. Đeo lâu thì nó sẽ hơi có cái gì đấy nó tỉ vào da, nó hơi đau. Đó là một cái nhược điểm. Và cái nhược điểm thứ hai thì em thấy cũng có thể nói là có một cái nhược điểm nữa, đó chính là cái thép của Saint Martin nó chưa được cứng lắm.
Ví dụ như là hôm trước em có va đập, không đến nỗi là mạnh, tức là kiểu là cái cửa nhà em thì cái khóa nó nằm ở trong, nên là mình phải thò qua một cái lỗ để mình mở cái khóa đấy, thì có va vào cái cạnh của cái cửa thì nó có bị cấn nhẹ ở đây, ở đây đấy, nó có bị cấn nhẹ. Thì mình phát hiện ra là thép của ông Sanh Martin này chưa được cứng cho lắm. Nếu mà cái va đập đấy nếu mà là Oren hoặc là Seiko thì em nghĩ là nó sẽ chưa đến mức độ mà nó tạo ra cấn. Nhưng mà đối với con Sanh Martin này thì nó sẽ có hơi một chút cấn nhẹ. Thì đó cũng là một cái nhược điểm. Chung quy lại vẫn là cái câu hỏi mà anh em hỏi em là có nên chơi Sanh Martin hay không, thì em nghĩ nhé, cái khoảng giá mà anh em đưa ra, ví dụ như là khoảng giá dưới 10 triệu, đáng chơi, rất đáng chơi luôn. Nhưng mà chơi con này thì các bác phải bỏ qua sĩ diện nhé, bởi vì khi thi thoảng là có nhiều anh em bạn bè mà hay hỏi đều là thằng này đeo xanh Patek Philippe Nautilus cơ à, thì anh em phải bỏ qua sĩ diện nhé, mà không, ta đeo cái này con đồng tàu Sanh Martin, bởi vì Sanh Martin là một thương hiệu mà bây giờ đang rất là nổi tiếng trong giới homemade, mà không phải dân Việt Nam mình chơi đâu các bác nhé, bọn Tây chơi rất là nhiều. Nó chơi mấy con dáng Tudo ấy với lại dáng Rolex ấy, rất nhiều. Thật sự các bác là như vậy. Còn là dáng Patek Philippe này thì thú thật với các bác là em rất là thích cái dáng này. Anh em cũng chơi rất là nhiều. Nhưng mà thực sự với các bác là em thích cái dáng Patek Philippe Nautilus này luôn. Nói thật với bác là 6 năm bán đồng hồ nhưng mà em chưa được muốn mua được một chiếc Patek Philippe Nautilus đâu, rất là nghèo. Nhưng bù lại thì chúng ta có một chiếc Sanh Martin để trải nghiệm. Đấy. Ở trong cái tầm phân khúc giá dưới 10 triệu chúng ta có rất là nhiều option này, độ hoàn thiện cũng ổn này, kính sa phê nguyên khối, phủ chống lóa này, dạ quang này, núm skill down tức là núm gian vặn tăng khả năng chống nước này đó, máy PT5000 sai số rất ổn định, quá ngon. Mà đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ để trải nghiệm dáng đẹp thì nên chọn. Chung quy lại là trong tầm giá này thì thật sự là nếu mà chơi chơi Sanh Martin cũng được, ngon đấy. Em thì em đang đeo một con này, đây là con Sanh Martin phiên bản V2 có lịch nhé. Đây, các bạn nhìn, đấy nó có một cái ô lịch ngày ở dưới, và có một con nữa, con này thì em đeo trước rồi, em đeo từ trước, đó là con Sanh Martin phiên bản V1, nâu no đấy. Con này thì em mua trước, sau đó em mua con này, con V2, em mua ở con V3 nữa cơ, con V2 này em mua full màu luôn đấy. Nhưng mà sau là anh em thích quá thì em để lại anh em bán cho anh em thì em để lại con xanh green và con xanh lá này. Thực ra nó không hợp mệnh. Em thì em sinh năm 91, mệnh thổ. Nó không hợp mệnh lắm. Nhưng mà nó đẹp. Rồi, trong tầm giá đấy chơi được các bác nhá. Xanh Martin ngon đấy. Thực ra thì Trung Quốc còn một vài hãng nữa, nhưng mà thực sự các bác là em chưa có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Mà ngày xưa thì thấy mấy ông review ở nước ngoài review mấy cái mẫu Sanh Martin này thì mình cũng mê. Nhưng mà các ông ấy thì hay review những cái mẫu mà có cái kiểu dáng homemade lại của bọn Rolex với lại bọn Tudor cơ. Còn em thì em lại thích cái kiểu dáng nó phải Patek Philippe Nautilus đó. Rồi. Chơi được các bác nhá. Sanh Martin chơi được đấy. Đồng hồ Trung Quốc thì nhiều con cũng hay lắm.